Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của dự báo thời tiết VTV. Hãy cùng Hoa Quỳnh cập nhật những cái thông tin thời tiết đáng chú ý và đặc biệt là nơi nào trên cả nước còn có mưa nữa và cần phải đề phòng với những hiện tượng thời tiết cực đoan như thế nào thì hãy cùng Hoa Quỳnh cập nhật ngay sau đây nhé. Có thể là chờ thêm một vài phút nữa để có thêm nhiều các bạn khán giả vào tương tác với livestream này thì Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn những cái thông tin. Còn bây giờ thì Hoa Quỳnh xin hỏi các bạn một chút là ở các khu vực mà nơi mà các bạn đang sinh sống thì không biết là chỗ nào đang có mưa gió gì không thì hãy cập nhật vào comment này nhé. Ở phần comment để Hoa Quỳnh có thể nắm được những cái thông tin thời tiết hiện tại đang như thế nào. Xin chào Lê Dương ạ, Thế Hưng, Nguyễn Văn Phú Thiện, xin chào bạn. Huỳnh Gia Bảo ạ. Vũ Anh Huy, Rồng Him, xin chào bạn. Vâng, đã rất nhanh chóng là có rất là nhiều các bạn khán giả đang vào xem livestream này rồi. Và không để các bạn chờ lâu thêm nữa thì bây giờ Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn những cái thông tin thời tiết khái quát trong đêm nay và ngày mai nữa để các bạn có thể chủ động được lịch trình của mình. Dự báo là trong đêm nay và ngày mai thì hầu khắp khu vực Bắc Bộ cũng như là Thanh Hóa đến Hà Tĩnh của khu vực Trung Bộ thì vẫn tiếp tục là có mưa bất chợt các bạn nhé. Và mưa lớn có thể xuất hiện cục bộ ở một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Bắc. Đó, trong đêm nay và ngày mai thì toàn khu vực Bắc Bộ cũng như là Thanh Hóa này, Nghệ An hay là Hà Tĩnh thì chúng ta vẫn phải lưu ý vì là tiếp tục có những cái cơn mưa và có thể là xuất hiện những cái cơn mưa to bất chợt đi kèm với đó là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông lốc, sấm sét hay thậm chí có thể là sạt lở đất, lũ quét ở khu vực đồi núi các bạn nhé. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là nơi mà trong những ngày vừa rồi đã có một cái chuỗi ngày mưa rất là nhiều và có những cái thiệt hại rất là đáng tiếc do mưa lớn gây ra ở cả khu vực Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ nữa. Thì dự báo đến ngày mai thì mưa ở khu vực này sẽ có xu hướng giảm ạ. Lượng mưa phổ biến sẽ chủ yếu là trong khoảng từ 30 đến 60mm và có những cái nơi mà mưa to thì chỉ xuất hiện cục bộ nữa thôi. Bắt đầu là ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong những ngày giảm mưa rồi, không còn mưa lớn nhiều nữa. Nhưng mà ở khu vực Tây Nguyên thì vẫn cần hết sức cảnh giác với sạt lở đất vì là mưa đã kéo dài nhiều ngày nay ở khu vực Tây Nguyên cho nên là đất đá đã bão hòa và chỉ cần mưa với lượng không cần quá lớn thì sạt lở đất vẫn có thể xảy ra các bạn nhé. Đặc biệt lưu ý đến những cái nhà ai mà ở khu vực sườn đèo núi hay là ở gần nhà mình có những cái ta luy thì cũng cần phải hết sức cảnh giác và lưu ý đến những cái dấu hiệu để có thể nhận biết được sạt lở đất. Đó là thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ về diễn biến mưa ở khu vực này là như vậy. Còn dự báo là nơi mà có mưa ít nhất trong ngày mai đó là khu vực từ Quảng Bình trở xuống đến Bình Thuận ạ. Mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi thôi. Còn ngày mai thì trời vẫn sẽ khá nóng ở khu vực miền Trung là từ Hà Tĩnh, từ Quảng Bình trở xuống đến Bình Thuận. Và nhiệt độ sẽ có một số nơi sẽ chạm ngưỡng nắng nóng ạ. Ở mức nắng nóng là ở Quảng Ngãi có thể là 35 độ. Đó là những cái thông tin khái quát về thời tiết ở các vùng miền trên cả nước. Bây giờ thì Hoa Quỳnh sẽ xem câu hỏi của các bạn để có thể trả lời cụ thể về thời tiết mà các nơi mà các bạn đang sinh sống. Bạn khán giả Huỳnh Gia Bảo ạ, bạn có hỏi thời tiết ở Lâm Đồng như thế nào? Ở Lâm Đồng thì dự báo là trong đêm nay và chiều tối của ngày mai thì có thể là xuất hiện mưa dông bạn nhé, nhưng mà không còn mưa lớn như những ngày trước nữa. Từ sáng cho đến chiều mai thì trời sẽ nắng và nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Lâm Đồng sẽ khoảng là 23 độ.
Bạn Rồng Him có hỏi thời tiết ở Hà Tĩnh có còn mưa nữa không? Vâng, dự báo là ở Hà Tĩnh thì vẫn nằm trong cái vùng mưa ở khu vực miền Trung bạn nhé. Trong đêm nay và ngày mai thì Hà Tĩnh vẫn sẽ xuất hiện những cái cơn mưa bất chợt. Nhiệt độ thì ở Hà Tĩnh ngày mai thì trời sẽ khá là dịu mát với mức nhiệt cao nhất là không quá 31 độ. Còn ngay trong đêm nay thì nhiệt độ ở đây chỉ khoảng là 26 độ thôi bạn nhé. Giang Phạm ạ, Giang Phạm cũng hỏi thời tiết ở Hà Tĩnh thì Hoa Quỳnh cũng vừa trả lời câu hỏi về thời tiết ở Hà Tĩnh rồi. Khán giả Tuấn Phạm có hỏi thời tiết ở Bắc Ninh như thế nào? Bắc Ninh thì trong đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục là xuất hiện có mưa và có lúc là có mưa to đấy bạn ạ. Và chúng ta cần phải lưu tâm đến những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là mưa dồn dập có thể kèm theo cả dông lốc. Rất là nguy hiểm, sấm sét nữa cũng rất là nguy hiểm, cho nên là chúng ta hãy nếu mà có thể thì hạn chế di chuyển ở ngoài trời trong khoảng thời gian mà có mưa các bạn nhé. Khán giả Cậu Ấm, bạn có hỏi thời tiết ở Hải Phòng ạ. Dự báo là ở Hải Phòng thì trong đêm nay và ngày mai thì cũng có thể là xuất hiện mưa và có lúc thì có những cơn mưa to. Vì có mưa có thể xuất hiện bất chợt ở trong ngày mà ngày mai nhiệt độ cao nhất tại Hải Phòng sẽ không vượt quá 29 độ, trời mát mẻ bạn nhé. Hồng Duyên ạ, bạn khán giả có hỏi thời tiết ở Phú Quốc trong tuần tới như thế nào? Chắc là bạn có kế hoạch du lịch đến Phú Quốc đúng không ạ? Không biết là bạn Hồng Quyên có thể cho Hoa Quỳnh biết là bạn đến Phú Quốc vào cụ thể là ngày nào không, để Hoa Quỳnh sẽ dự báo đến bạn những cái thông tin thời tiết cụ thể. Còn nhìn chung xu hướng trong 7 ngày tới ở Phú Quốc thì sẽ có mưa, nhưng mưa sẽ có xu hướng giảm. Mưa sẽ chủ yếu là xuất hiện về buổi chiều thôi bạn nhé, không còn mưa nhiều như những ngày trước nữa. Và mưa chỉ xuất hiện trong buổi chiều thôi với lượng nhỏ và rất nhanh. Trong ngày thì có nhiều khoảng nắng và cái thời tiết như thế này thì sẽ rất là thích hợp cho chúng ta đi du lịch ở Phú Quốc. Nhiệt độ ở Phú Quốc cũng khá là lý tưởng. Chỉ dao động trong khoảng là từ 31 đến 32 độ thôi. Có những ngày 31, 32 độ thì đây là một cái nhiệt độ khá là dễ chịu, có nắng nhưng mà không quá nóng. Đó là thông tin thời tiết ở Phú Quốc. Bạn Hồng Duyên nhé, chắc là bạn cũng đã xem, cũng đã nghe thấy rồi. Khán giả Hưng Trần ạ, bạn có hỏi thời tiết ở thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội của chúng ta thì dự báo là trong đêm nay và trong ngày mai thì có lúc sẽ có mưa. Nhưng mà mưa sẽ chủ yếu tập trung là về chiều tối của ngày mai bạn nhé. Mưa sẽ tập trung về chiều tối này và sẽ có thể là có cơn mưa to. Còn đến trưa chiều mai thì chúng ta vẫn cảm thấy là khá oi nóng với mức nhiệt cao nhất ngày mai tại thủ đô Hà Nội là 33 độ. Với mức nhiệt như vậy và độ ẩm 66%, độ ẩm giữa trưa ngày mai là 66% thì chúng ta ở thủ đô Hà Nội sẽ cảm thấy khá là oi. Đó là buổi trưa và đầu giờ chiều thôi, còn sáng mai cũng như là buổi chiều mai thì không khí sẽ dễ chịu vì buổi sáng cũng như là buổi chiều thì thường là chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu và mát mẻ, nhiệt độ sẽ dịu hơn. Phạm Quốc Đạt ạ, bạn hỏi thời tiết ở Ninh Bình những ngày tới như thế nào? Có nghĩa là bạn muốn hỏi thời tiết dự báo xa cho Ninh Bình đúng không ạ? Những ngày tới, Hoa Quỳnh có thông tin dự báo thời tiết những ngày tới ở Ninh Bình. Thì khả năng là ngày mai là ngày thứ sáu rồi và Ninh Bình thì vẫn có thể là xuất hiện những cơn mưa. Và mưa sẽ còn xuất hiện bất chợt ở Ninh Bình trong dịp cuối tuần này nữa bạn nhé, thứ bảy và chủ nhật nữa. Nhưng mà sang chủ nhật thì khả năng là mưa sẽ giảm rồi và chỉ còn mưa xuất hiện về chiều tối thôi. Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ tăng lên mức là 34 độ, còn ngay trong ngày mai ngày thứ sáu thì nhiệt độ sẽ chỉ là 29 độ thôi ạ. Thứ bảy là 32 độ nhưng mà vẫn có mưa. Những ngày sau đó, sang tuần sau thì Ninh Bình sẽ chuyển hoàn toàn là nắng ráo và ít khả năng là có mưa. Nhưng mà nhiệt độ cũng sẽ duy trì ở mức khá là cao, chúng ta cảm thấy hơi khó chịu trong khoảng trưa và đầu giờ chiều. Với mức nhiệt cao nhất ở Ninh Bình sang tuần sau khoảng là 34 độ.
Khán giả Đỗ Hữu Thức ạ, hỏi thời tiết ở Thanh Hóa như thế nào? Ở Thanh Hóa thì nằm trong cái vùng có mưa ở khu vực miền Trung bạn nhé. Trong đêm nay và ngày mai thì Thanh Hóa sẽ tiếp tục là xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Do có mưa nên ngày mai thời tiết ở Thanh Hóa khá là dịu mát với mức nhiệt cao nhất là 29 độ. Hải An ạ, bạn hỏi thời tiết ở Hạ Long. Ở Hạ Long dự báo là cũng sẽ có mưa xuất hiện bất chợt trong đêm nay và ngày mai nữa. Thậm chí là sang thứ bảy thì vẫn có những cái cơn mưa bất chợt bạn nhé, ở Hạ Long ạ. Và nhiệt độ ngày mai ở đây là 29 độ, không khí mát mẻ và dễ chịu. Vâng, xin cảm ơn Huỳnh Gia Bảo đã chia sẻ là ở Bảo Lộc, Lâm Đồng mưa từ sáng đến giờ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Khán giả Bùi Ngọc Huân ạ, hỏi thời tiết ở Hòa Bình. À, bạn có chia sẻ là ở Hòa Bình thì hiện tại vẫn đang có mưa. Vâng, xin cảm ơn bạn. Thu Trang Ngô ạ, bạn cũng chia sẻ là Thái Nguyên. Thái Nguyên, bạn hỏi thời tiết ở Thái Nguyên như thế nào? Ở Thái Nguyên thì sẽ có mưa bất chợt trong đêm nay và trong cả ngày mai bạn nhé. Và sẽ có những cơn mưa to, khả năng là mưa to đấy ạ. Trong một vài ngày vừa rồi thì ở Thái Nguyên cũng đã có mưa rất lớn và gây ngập ở khu vực thành phố. Và mưa ở khu vực Thái Nguyên sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong ngày mai và ngày thứ bảy nữa bạn nhé. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Thái Nguyên sẽ khoảng là 33 độ và chúng ta cũng vẫn cảm thấy là khá oi nóng trong khoảng trưa và đầu giờ chiều. Cho Hoa Quỳnh một chút để Hoa Quỳnh xem câu hỏi của các tỉnh thành nào mà chưa được trả lời về thời tiết thì Hoa Quỳnh sẽ trả lời, cố gắng trả lời hết các câu hỏi về các tỉnh thành mà các bạn đang hỏi nhé. Khán giả Diệp Nguyễn ạ, có hỏi thời tiết ở Phú Thọ như thế nào? Ở Phú Thọ thì cũng nằm trong cái vùng mưa, dự báo có mưa lượng khá ở khu vực Bắc Bộ bạn nhé. Và có lúc là mưa to này, và nhiệt độ trong đêm nay khoảng là 27 độ. Mà sang đến ngày mai thì khán giả ở khu vực Việt Trì, Phú Thọ sẽ cảm thấy khá oi nóng với mức nhiệt cao nhất là 33 độ, cộng với độ ẩm thấp nhất cũng lên tới là 76%. Cái độ ẩm và nhiệt độ như thế này thì sẽ cộng hưởng với nhau và sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy trời oi bức khó chịu. Nguyễn Văn Phú Thiện, bạn hỏi thời tiết ở Đà Nẵng ạ. Đà Nẵng thì dự báo là trong đêm nay không có mưa và ngày mai thì hoàn toàn có nắng từ sáng cho đến chiều. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Đà Nẵng khoảng là 34 độ bạn nhé. Cảm giác sẽ khá nóng trong vài tiếng buổi trưa đấy ạ. Trịnh Hải Minh, bạn hỏi thời tiết ở Mộc Châu. Ở Mộc Châu thì dự báo là cũng có lúc là có mưa bất chợt bạn nhé. Cái khoảng mưa sẽ đan xen với những cái khoảng nắng trong ngày mai. Và nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Mộc Châu sẽ là 24 độ. Nguyễn Khánh á, hỏi Sơn La. Sơn La thì cũng sẽ có mưa bất chợt trong đêm nay và ngày mai nữa bạn nhé. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Sơn La sẽ là 28 độ. Và đây cũng là nơi mà sẽ có mưa bất chợt. Bạn Thanh Mai, bạn có hỏi là miền Bắc bao giờ hết mưa? Vâng, dự báo là miền Bắc sẽ mưa đến hết tuần này bạn nhé. Sang đến tuần sau thì mưa sẽ giảm hẳn và trời chuyển nắng nhiều. Xu hướng của tuần sau là ở miền Bắc sẽ hoàn toàn là nắng và không còn mưa nữa. Những cơn mưa sẽ còn kéo dài trong ngày mai, ngày thứ sáu này đến thứ bảy, chủ nhật. Đến chủ nhật thì đã có xu hướng là giảm rồi. Và sang tuần thì mưa sẽ dứt hẳn, trời sẽ chuyển nắng nhiều. Khán giả Thư Thư ạ, bạn có hỏi thời tiết ở Cà Mau như thế nào? Ở Cà Mau dự báo là ngày mai thì cũng sẽ vẫn có mưa nhưng mà mưa sẽ giảm hơn so với những ngày trước bạn nhé. Cà Mau thì nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ là 32 độ thì cảm giác cũng khá là dễ chịu nhưng mà những cơn mưa thì vẫn sẽ xuất hiện về chiều.
Còn trước đó thì trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Khán giả Ngân Hoàng, bạn có hỏi thời tiết ở Nghệ An ạ. Ở Nghệ An thì cũng nằm trong cái vùng mưa ở khu vực miền Trung bạn nhé. Trong đêm nay và ngày mai thì có thể là xuất hiện những cái cơn mưa bất chợt. Và nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Nghệ An cũng khoảng là 31 độ. Do có mưa cho nên là chúng ta cảm thấy khá là dễ chịu với mức nhiệt là 31 độ. Khán giả Trần Thảo ở Huế thì đêm nay khả năng là có lúc là có mưa dông, còn ngày mai thì trời sẽ hoàn toàn nắng ráo từ sáng cho đến chiều. Và nhiệt độ ngày mai cao nhất ở Huế sẽ là 34 độ bạn nhé. Khán giả Mỹ Ái, bạn có hỏi thời tiết ở Gia Lai ngày mai có mưa nhiều không? Ở Gia Lai thì dự báo là Gia Lai ngày mai sẽ tiếp tục là có mưa bất chợt trong ngày bạn nhé. Và ở cái khu vực Gia Lai hay là ở khu vực Đắk Nông sẽ vẫn là có lúc là có mưa to và mưa sẽ xuất hiện bất chợt. Còn các nơi khác ở khu vực Tây Nguyên thì sang ngày mai mưa sẽ giảm nhiều so với những ngày trước rồi. Nhưng mà riêng với khu vực Gia Lai này hay là Đắk Nông thì vẫn sẽ có thể là có những cái cơn mưa lớn đấy ạ. Và mưa sẽ xuất hiện bất chợt ở trong ngày. Vâng ạ, hiện tại thì Hoa Quỳnh sẽ khái quát lại những cái thông tin dự báo một chút để cho các bạn có thể nắm được những cái thông tin khi mà gần như là Hoa Quỳnh đã trả lời hầu hết các câu hỏi mà các bạn đang hỏi ở đây rồi, nhưng mà có thể là những bạn vào sau thì không nắm được những cái thông tin thời tiết mà Hoa Quỳnh đã dự báo, thì bây giờ Hoa Quỳnh sẽ gửi lại các bạn một chút thông tin nhé. Dự báo là miền Bắc, toàn khu vực miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội và miền Trung là từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, ngày mai, đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục là xuất hiện mưa dông và cục bộ sẽ có những cái điểm mưa to, và mưa thì sẽ mưa to tập trung ở khu vực vùng núi của Bắc Bộ. Trong mưa thì chúng ta vẫn cần phải đề phòng với các hiện tượng như là dông lốc, sấm sét hay là gió giật mạnh, cùng với nguy cơ sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Đó là những cái hiện tượng mà chúng ta đặc biệt phải lưu ý vì mưa đã kéo dài vài ngày nay rồi, cho nên là những hiện tượng này càng dễ xảy ra. Nếu mà không có việc gì quá là quan trọng thì chúng ta hãy hạn chế di chuyển ở ngoài trời trong khoảng thời gian có mưa nhé. Còn với khu vực từ miền Trung, từ Quảng Bình trở xuống đến Bình Thuận thì ngày mai mưa sẽ xuất hiện vài nơi về chiều thôi. Còn ban ngày thì trời sẽ có nắng nhiều và một số nơi có nắng nóng. Ngày mai một số nơi có nắng nóng như là ở Quảng Ngãi, mức nhiệt là 35 độ, Quy Nhơn là 36 độ hay là Tuy Hòa là 37 độ. Đó là những nơi mà nhiệt độ sẽ cao nhất ở khu vực miền Trung. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ thì dự báo là trong ngày mai thì vẫn sẽ tiếp tục là có mưa dông về chiều. Tuy là qua cái giai đoạn mà mưa lớn rồi nhưng mà ở khu vực Tây Nguyên thì vẫn cần phải đề phòng với cái hiện tượng là sạt lở đất có thể xảy ra. Nam Bộ thì có mưa nhưng mà mưa cũng không còn lớn như những ngày trước nữa. Vì thế mà nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ cũng sẽ có xu hướng tăng hơn những ngày trước. Ngày mai thì nhiệt độ phổ biến trong khoảng là 32 đến 33 độ. Còn Tây Nguyên thì nhiệt độ sẽ dịu hơn, chỉ từ 25 đến 28 độ, không khí thoáng mát dễ chịu. Đó là những cái thông tin khái quát về thời tiết vùng miền trên cả nước. Còn bây giờ thì thời lượng livestream đã kết thúc rồi. Hoa Quỳnh xin gửi lời chào và chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ.